Kính chào quý vị khán thính giả, đây là phần thứ 3 tiếp theo hai kỳ trước nhận xét về cái video của ông Hùng số 1842 nói rằng xét xử mới của Trung Quốc thay đổi quan điểm về Hồng Kông và Macau. Kỳ tới Việt Nam thì sao? Kính thưa quý vị khán thính giả, như đã giới thiệu trước, trong lần này chúng tôi sẽ mời thầy giải sử Nguyễn Mạnh Quang nói về những cuộc cách mạng chống Pháp có trước thời Đảng Cộng sản và thời Nguyễn Thái Học. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được tiếp tục nói về cái đề tài những cái cuộc kháng chiến của nhân dân ta tự động nổi lên chống liên minh giặc Pháp Vatican, khi mà họ không còn tin tưởng vào cái sự chống lại giặc xâm lăng của triều đình nhà Nguyễn nữa. Thì tôi xin tóm tắt là ngay khi vừa mới ký cái hiệp ước 1862 để nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho giặc Pháp thì cụ Trương Công Định đã nổi lên ở Gò Công trong năm 1862 vào năm đó, và cụ tiếp tục chiến đấu được 2 năm thì bị qua đời, bị một thứ nội trùng giết chết. Tiếp theo là cụ Nguyễn Trung Trực. Cụ Nguyễn Trung Trực nổi lên ở vùng Tân An và đã nổi tiếng với cái chiến công oanh liệt mà các Nguyễn người học sử đều biết. Cái hai cái câu đó là cái nói là cái công trạng của ông Nguyễn Trung Trực: hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạch kiên giang khốc quỷ thần. Do đó sau đó thì cụ bị tên Việt gian con chiên Trần Bá Lộc đã lợi dụng đủ mọi thứ để đem cái sức mạnh của quân đội Pháp võ trang cho để đánh cụ, và cụ bị giết hại ở Kiên Giang vào năm 1868. Bây giờ tôi xin nói đến ông Mai Xuân Thưởng. Ông Mai Xuân Thưởng là người mà nổi lên ở Quy Nhơn vào năm 1883 để chống lại liên minh xâm lược Pháp Vatican, và ông cũng bị sát hại vào năm 1892. Và cả ba cái vụ nổi loạn này của các ông Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực và Mai Xuân Thưởng đều bị tên quan chiên Trần Bá Lộc chỉ huy lính, bây giờ gọi là lính Mã Tà, nhưng mà ta gọi có thể là lính đó là đa số là quan chiên Kitô, đem ra để mà tiêu diệt ba cái lực lượng kháng chiến này. Đến đây thì quý vị có thể nhận thiết rằng cái vai trò của quân chiên mà tình nguyện đi chiến đấu cho liên minh giặc Pháp Vatican cũng là rất là nguy hiểm cho cái thời bây giờ. Tiếp theo là tôi nói đến cụ Hoàng Hoa Thám. Cụ Hoàng Hoa Thám thì là dai dẳng nhất, lâu dài nhất và người anh hùng kiên trì nhất, và cũng cuối cùng cũng thất bại. Cụ nổi dậy từ 1885 cho đến năm 1913 thì cụ mới bị sát hại, bị đầu độc chết. Thế thì trong cái thời gian này đó là cụ đã từng tham gia các cuộc khởi nghĩa của các ông Đề Dương, của ông Trần Dân Soạn, của ông Cai Kinh, và sau đó là tham gia vào cuộc khởi nghĩa của ông Bá Phức Yên Thế dưới cờ của ông Lương Văn Nắm. Nhưng mà ông Lương Văn Nắm sau đó thì lại bị cũng quân nội thù nó sát hại, cho nên ông lên làm nắm quyền chỉ huy cho đến năm 1913 thì ông cũng bị sát hại. Mà cũng nên nói là cụ Hoàng Hoa Thám là cái người chủ mưu trong cái vụ Hà Thành đầu độc vào năm 1908. Cái thất bại của cái cuộc khởi nghĩa ngày xưa đó là bây giờ là dùng vào tất cả những cái lính người Việt mà đã đi lính cho Tây, dùng nó làm lực lượng nội loạn. Nhưng mà trong những cái lính người Việt đi lính cho Tây đó, nó có những người quân chiên, cho nên là cái vụ mà Hà Thành đầu độc á, nổi loạn đến lúc vừa sắp khởi nghĩa đó, thì cái người quân chiên ở trong cái đoàn lính mà được thâu nhận vào để khởi nghĩa đó, nó đi nhà thờ nó thú tội với lại ông cha Ân, ông Cố Ân ở Hà Nội, và Cố Ân nó nên lập tức nó báo cho người Pháp. Thấy là cái cuộc âm mưu nổi loạn bị lộ và cuối cùng nó đã có cái kế hoạch để nó chống lại, thành ra bất thành. Cái đó là sách sử đều nghĩa ghi rõ về vấn đề này. Đây là cái nguy hiểm nhất á, là các cụ không có rành những người quân chiên, các cụ không có rành những người quân chiên, cho nên là thâu nhận nó vào những cái tổ chức kháng chiến,
thì là nó theo, nó làm đóng cái vai trò giống như là những người thành thật đi theo kháng chiến. Thì nhân tiện đây tôi cũng xin nói là quân Chiên mà sau năm 75 đó, họ muốn đánh phá đạo Phật đó, họ cũng giả danh là cái người mà rất tin tưởng vào đạo Phật. Rồi như là cái chuyện mà ông Nguyễn Kim Khánh, bút hiệu là Phan Thiết, không biết ông ấy lộn sòng hay là ông ấy xin đi nhập đoàn với hành hương của đạo Phật ở bên Ấn Độ, rồi về ông ấy viết cái chuyện chống lại đạo Phật. Mới đây lại cũng có một ông quần chiên là đến gặp thầy Nhật Từ. Đấy, bây giờ tôi trở lại cái ông cụ Hoàng Hoa Thám đó thì là xong rồi. Bây giờ tôi xin nói đến cụ Phan Đình Phùng. Cụ Phan Đình Phùng là một quan ngự sử của triều đình Huế. Sau khi mà ông Nguyễn Tôn Thất Thuyết đưa cụ vua Hàm Nghi ra Tân Sở để mà gây dựng cơ sở để chống lại liên minh xâm lược Pháp Vatican, thì vua Hàm Nghi có phát cái chiếu gọi là Cần Vương, và cụ Phan Đình Phùng đã là quan ngự sử ngày xưa, thì bây giờ nổi dậy khởi nghĩa để lập cái căn cứ ở ngoài gọi là Vũ Quang để mà chống lại quân giặc xâm lược Pháp Vatican. Nhưng mà cụ rất là giỏi, cụ rất là kiên trì, nhưng mà cuối cùng thì cụ bị kết lệ chết. Thì sau đó, tên Việt gian quân Chiên Ngô Đình Khá cùng với Nguyễn Thân đem quân ra lính đạo, đem ra tiêu diệt cái căn cứ, cái cơ sở của cụ ở ngoài Vũ Quang. Thành ra vì cụ đã mất rồi cho nên cái cơ sở đó giống như là rắn mất đầu, không còn người lãnh đạo nữa, thành ra bị tiêu diệt, tức là cụ Phan Đình Phùng đó. Xin nói đến đến ông Đinh Công Tráng. Ông Đinh Công Tráng nổi dậy ở Thanh Hóa vào năm 1886, mà ở cái vùng đó có ba cái đình, tức là ba cái làng đó thì gọi là nổi dậy ở Ba Đình, gọi là chiến khu Ba Đình. Cuối cùng á thì chính ông Đinh Công Tráng này là cái căn cứ rất là hùng mạnh, nhưng mà bây giờ thằng xâm lược Pháp á, dưới quyền sĩ quan chúng ta ở Pháp, nó đánh đã không có nổi, cuối cùng nó về nó nhờ ông linh mục quân Chiên, linh mục Trần Lục đem 5.000 giáo dân đến viện trợ và bày mưu kế cho quân Pháp, cho nên họ đã thành công tiêu diệt được cái căn cứ của ông Đinh Công Tráng. Thế nhưng bây giờ là cái căn cứ đó, Ba Đình đó, thì lúc mà cụ Hồ Chí Minh tuyên bố bản tuyên ngôn độc lập thì dùng cái vườn hoa ở đó, vườn hoa ngày xưa không biết gọi là vườn hoa gì, vì sau này gọi là đặt tên là cái vườn hoa Ba Đình, tức là kỷ niệm cái chiến khu Ba Đình của ông Đinh Công Tráng. Và bây giờ chúng ta vẫn còn gọi cái từ đó là vườn hoa Ba Đình. Đó là phong trào của ông Đinh Công Tráng. Bây giờ đến phong trào Đông Du. Phong trào Đông Du thì ra đời vào năm 1904, thì gồm các cụ như là cụ Phan Bội Châu, ông Nguyễn Hàm, ông Trịnh Hiền, ông Lê Võ, ông Đặng Tử Kính, ông Đặng Thái Thân, ông Lương Văn Can, ông Tăng Bạch Hổ. Đây là những người có cái chủ trương muốn canh tân, tức là phải muốn chống giặc thì phải nâng đỡ cái trình độ văn hóa của nhân dân để ý thức được cái lòng yêu nước, với lại có khả năng đọc được những bản truyền đơn hay là những lời kêu gọi của những nhà ái quốc. Vì bây giờ thời đó là thời nho học, rất ít người Việt Nam học được cái chữ nho, chữ Hán đến nơi đến chốn để mà đọc được những cái lời lẽ truyền đơn hay là kêu gọi nhân dân chống giặc, cho nên các cụ có tinh thần muốn cải tiến cái trình độ văn hóa của dân ta để mà dễ dàng tiếp xúc với người dân ở mọi nơi, để kêu gọi đứng lên cùng bắt tay để mà chiến đấu chống lại liên quân xâm lược Pháp Vatican. Thì cái phong trào này thì cũng chỉ là cải tiến dân sinh thôi, cải tiến cái trình độ văn hóa của dân thôi, chứ không phải là chủ trương dùng lực lượng võ trang để đánh lừa quân giặc. Đấy. Sau cái vụ đó thì cuối cùng chúng ta biết đến cái cuộc nổi loạn của ông Trịnh Văn Cấn. Ông Trịnh Văn Cấn thực ra là ông ấy là lính Tây, người Việt, nhưng mà không phải là quân Chiên. Ông làm đội, đội tức là trung sĩ, tức là sous-officier của tướng Pháp đó, nó là sạc rằng. Thế thì ông ấy coi cái trại tù ở Thái Nguyên. Trong trại tù đó thì có ông Lương Ngọc Quyến. Ông Lương Ngọc Quyến là con của ông Lương Văn Can, mang cái dòng máu ái quốc, cho nên không biết làm thế nào, ông Lương Ngọc Quyến đã thuyết phục được ông Trịnh Văn Cấn để nổi loạn, chỉ huy cả cái đoàn lính dưới quyền chỉ huy của ông ấy
ở Thái Nguyên vào năm 1917. Và cuối cùng thì dĩ nhiên là cái cuộc nổi loạn của ông chỉ có cái đơn vị của ông ấy ở đó thôi, mà Pháp thì nó đem tất cả những đại quân của nó tiêu diệt, thì cuối cùng cái lực lượng của ông ấy cũng đã bị tiêu diệt. Đấy. Tiếp theo là tôi xin nói đến Tâm Tâm Thư Xã. Tâm Tâm Thư Xã là có những người ái quốc có tinh thần mới đã thành lập ở Quảng Châu vào năm 1924, và họ mới có thâu thập những cái ý kiến tốt đẹp về vấn đề làm thế nào để liên kết với nhau đánh đuổi thực dân xâm lược Pháp Vatican để thành công. Thì những cái vụ đó nó chỉ có thể hoạt động và nói chuyện với nhau ở tại Quảng Châu, tức là Quảng Đông Trung Hoa. Thì cái Tâm Tâm Duy Giá này nó sản xuất ra được ông Phạm Hùng Thái, là cái người mà anh hùng mà đã ném bom vào cái khách sạn mà toàn quyền mẹ anh bây giờ sang nói chuyện với lại cái chuyện ở đó. Thì ông ấy ném bom thì toàn quyền mẹ anh cũng không có chết, nhưng mà cuối cùng thì cái đoàn lính của chính quyền đó nó theo đuổi, thì ông nhảy xuống sông ông tự tử, thành ra cái tên Phạm Hùng Thái được nổi danh kể từ đó. Ê, Tâm Tâm Thư Xã thì đúng là cụ Hồ Chí Minh, cụ bây giờ cụ đã bắt đầu cụ về Quảng Châu, về cái vùng đó. Thì cái đoạn này tôi sẽ nói sau. Bây giờ tôi sẽ nói đến cái lực lượng nổi dậy của Đảng Quốc dân Đảng Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Thái Học và ông Nguyễn Khắc Nhu. Thì đây là những người nhà ái quốc và thanh niên rất trẻ. Cái đảng này cũng mới ra đời vào năm 1927 thôi. Đùa những người rất trẻ và cũng chỉ chưa có học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cho nên có nhiều cái tinh thần yêu nước lắm, nặng lòng yêu nước lắm, nhưng mà cái kiến đức về kinh nghiệm nổi dậy để mà chống giặc thì chắc là các ông cũng không có được nhiều. Nhưng mà các ông dựa vào cái lý thuyết của ông Tôn Trung Sơn, là theo cái lý thuyết đó là phải gây dựng cái thế lực để mà qua ba cái giai đoạn ta gọi là quân chính, huấn chính, hiến chính. Tức là quân chính dùng cái sức mạnh quân sự để cai trị nhân dân, tức là nói khác đi là độc tài. Nên huấn chính tức là giai đoạn giáo dục cho nhân dân ý thức được cái vai trò của người dân đối với đất nước, thay vì của một thần dân đối với ông vua. Đấy, qua cái giai đoạn huấn chính rồi thì giai đoạn hiến chính, tức là cai trị nhân dân theo hiến pháp. Thực ra thì ông chỉ hiểu về lý thuyết đó thôi, chứ cũng không hiểu rằng là mỗi một giai đoạn nó phải khó khăn như thế nào. Giai đoạn huấn chính là phải diệt trừ những cái lực lượng phản động, rồi mới giai đoạn huấn chính thì phải là giáo dục làm sao mà mở rộng hết tất cả những cái kiến thức mà ông ấy muốn nói với người dân, được mọi người dân trong nước tiếp thu được thì mới là thực sự được. Rồi thực ra là cái lối đó thì cũng chỉ là gọi là thành lập một cái chính quyền dân chủ theo kiểu tư sản mà ngày nay ngày mấy người Pháp theo, thì nó có những cái khuyết điểm mà bây giờ ông Nguyễn Thái Học chưa biết được. Thành ra chính vì không biết được cho nên có những cái nhầm lẫn. Mà cái nhầm lẫn quan trọng nhất á, là ông Nguyễn Thái Học cũng như là các người lãnh tụ khác là cũng lại thâu nhận những người vào đảng viên á, thì nó có những cái thành phần tử mà gián điệp của Pháp nó gài vào, mà đa số thì cũng biết là các bên biết rằng là những đó là những người nào, những người thân với Pháp. Ai là người thân với Pháp thì quý vị cũng suy đa là biết. Do đó cái tổ chức của ông ấy nó bị lộ vào, cho nên ông ấy phải nổi dậy vào sớm lắm. Mới thành lập năm 1927 chưa được 2 năm thì đến ngày 25 tháng 12 năm 1929 vì bị lộ phải nổi loạn trước. Vì nổi loạn trước tức là chưa có đủ những cái lực lượng cho nên dễ bị tiêu diệt. Và ngay sau đó thì cái lực lượng nổi dậy của ông Nguyễn Thái Học đã bị đàn áp, và chính ông đã bị xử tử vào ngày 17 tháng 6 năm 1930. Thì theo tôi biết thì những cái đảng viên đó cũng có những người quân chuyên. Sau này ông Vũ Hồng Khanh tiếp nối con đường Quốc dân đảng của ông Nguyễn Thái Học mà gọi tắt là Việt Quốc. Thì trong cái đảng Việt Quốc đó thì sau này nó chẳng làm được cái trò gì, mà đa số là không dám ở trong nội địa mà lại chạy sang Trung Hoa, thì quân đa số là có cán bộ thôi chứ không có những hạ tầng cơ sở Việt Nam. Thì tôi chắc chắn là cũng có một số nó người Công giáo nó lộn xộn vào trong đó, cho nên sau này á
Vào năm 1975 thì tôi thấy có những người công giáo như là ông Cao Thế Dung cũng xưng là Việt Nam Quốc dân đảng, và có nhiều khác cũng xưng là Quốc dân đảng, lấy Quốc dân đảng để tôn vinh. Cái tổ quốc dân đảng mà họ tôn vinh đó, đó là cái quốc dân đảng đã có những quân chiên ở trong đó. Chứ không phải là cái quốc dân đảng nó thuần túy yêu nước như là của thời ông Nguyễn Thái Học. Đó, nó không phải là cái quốc dân đảng của cái thời đó. Mà cái quốc dân đảng này là cái thời kỳ nó đã biến thể rồi. Nó thành ra cái đảng có rất nhiều quân chiên ở trong đó. Như tôi vừa mới nói là ông Cao Thế Dung là một quân chiên thần thành, đã viết cuốn sách, nhiều sáng sách ca tụng của ông Ngô Đình Diệm, mà lại là nhận là quốc dân đảng thì nó là mâu thuẫn lắm. Giờ tôi xin nói đến cái đảng gọi là Việt Nam Qua Phục Hộ. Cái đảng này á, thực ra là của ông cụ Phan Bội Châu thành lập trước sau khi mà ông đã sang bên Đông Kinh để vận động người Nhật ủng hộ cái cuộc nổi dậy của nhân dân Việt Nam. Thì ông ấy gặp một đại chính khách bên Nhật mới nói rằng về kiếm một cái người gọi là làm vương, làm lãnh tụ. Thì ông Phan Bội Châu cũng thấy rằng mình chỉ là người ái quốc và thường dân thì không có nổi tiếng, thì kiếm cái ông Cường Đế. Ông Cường Đế là dòng dõi thứ 6 hay thứ 7, tôi không nhớ rõ, hay là thứ 5 của ông Hoàng Tử Cảnh. Mà ai cũng biết là ông Hoàng Tử Cảnh là cái người đã rửa tội và nhận ông Bá Đại Lộc là cha, cha đây là cha đỡ đầu. Thì ông Hoàng Tử Cảnh ngày xưa đã từ chối không vào lạy bàn thờ tổ tiên, cho nên ông Gia Long giận lắm, ông Nguyễn Ánh giận lắm. Thì bây giờ ông Hoàng Tử Cảnh, mình không biết là ông ấy có rửa tội theo cái truyền thống của một cái dòng họ tổ tiên của ông ấy hay không. Nhưng mà ông Cường Đế xưng là hoàng thân Cường Đế, tức là người Nhật tin tưởng, thành ra cái lãnh tụ mà có danh thôi chứ không có cái lực gì cả là ông Cường Đế. Thì ông Cường Đế lại kiếm được ông Ngô Đình Diệm là bây giờ đang bất mãn với lại triều đình Pháp vì ông bị mất chức thượng thư bộ lại về tay ông Phạm Quỳnh. Và vì cái cuộc tranh chấp quyền hành này ấy, thì ông Phạm Quỳnh phải nói là một người rất là giỏi. Ông chỉ học có bằng certificate thôi nhưng mà ông quá giỏi. Cái giỏi hay không thì xin quý vị vào đọc tài liệu về ông Phạm Quỳnh thì biết. Mà ông Phạm Quỳnh lại có những thầy đỡ đầu, là ông Mạc Ti là giám đốc Ti Liên Phóng, tức là thuộc về nhà công an của Pháp ở Đông Dương. Và lại có ông Toàn Quyền Pasquier là đỡ đầu. Thành ra ông Ngô Đình Diệm thì cũng có một người đỡ đầu là khâm sứ tòa đại tòa thánh Vatican tại Huế. Thì hai cái phe đó thì dĩ nhiên là ông Phạm Quỳnh vừa giỏi tiếng Pháp thì ông quá giỏi, và vừa có những người đỡ đầu tức là chức vụ cao cấp nhất ở Đông Dương, cho nên ông Phạm Quỳnh thắng thì ông Ngô Đình Diệm phải từ chức, và cuối cùng thì biến thành một cái người mà tay cánh tay mặt của ông Cường Đế trong cái Việt Nam thuộc Quốc hội. Thực ra cái đảng này á, nó khôi hài ở cái chỗ là ông Diệm là người công giáo, ông chỉ vận động để những người đã là công giáo mà đã làm tay sai cho Pháp Vatican. Đấy. Thế thì cái đảng đó nó gồm những người mà thân công giáo, và bây giờ cái thời điểm từ năm 1890 cho đến năm 1945 đó, thì giữa Pháp với lại Vatican là cái kẻ đồng sàng mà dị mộng. Cái dị mộng mà chớ là cái chủ trương của Vatican thì chưa có quyền lệch lực thì vận động các đế quốc Âu Châu cấu kết với Vatican để mà chinh phục cái quốc gia đối tượng. Khi mà chinh phục rồi á thì Vatican lại sử dụng cái tín đồ bản địa để kick out cái người đã cộng tác với mình, như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Thì ở đây là nói về Pháp thì chủ trương vào năm 1890 đó, thì bây giờ là Đồng Khánh vừa mới chết, ông Thành Thái vừa mới lên thì còn bé, thì giáo triều Vatican mới đưa Ngô Đình Khá là một tay tín đồ thuần túy rất là kiên cường đối với giáo hội La Mã vào làm một việc rất là quan trọng ở trong triều đình Huế, và đã dụ khị được Thành Thái đi theo ông ấy. Thế là để dùng Thành Thái, tức là dùng cái triều đình nhà Nguyễn chống đại Pháp. Thế thằng Pháp nó biết hết, do nó mới ra chốt cả, chất phế cả vua Thành Thái lẫn cho Ngô Đình Khá về vườn. Thì cái đảng Việt Nam Qua Phục Hộ phát sinh từ đó. Quý vị có thể biết được cái mấu chốt
về cái đồng sàng về dị mộng giữa Pháp với Vatican, xin quý vị đọc cái sách lịch sử cái thực chất của giáo hội La Mã mà tôi viết đó, thì nó ở cái chương dẫn nhập và cái tiểu đề là phải 11, hay là cái bản văn mà của ông tiến sĩ Vũ Người Triều chuyên về sử học đó, ông viết mà tôi có trích dẫn ở trong cái cuốn gọi là các đảng phái Việt Nam trong cái thời 1930 đến 1946, tôi có nói rõ trong cái bản văn, tôi trích nguyên văn đó, chứ không phải là tôi nói rõ đâu. Thì ông Nguyên Vũ có nói rõ là cái sự đồng sàng dị mộng mà hai bên, giữa một bên là Liên Vatican với lại một bên chính quyền Pháp ở Đông Dương cũng như ở Trung Quốc chống nhau như thế nào, nói rõ hết. Thì bây giờ là Vatican chủ trương muốn dùng ông Thanh Thái làm triều đình nhà Huế để đẩy cái chính quyền Pháp ra khỏi cái quyền lực, giống như họ đã làm ở Trung và Nam Mỹ. Thì dĩ nhiên là Pháp đã biết hết, đã tóm cổ cả ông vua Thành Thái và ông Ngô Đình Khả cho về vườn hết. Như vậy là thằng Pháp nó đã thành công được trong cái việc mà nó phế bỏ được cái quyền lực của Vatican, mà đã dùng ông Ngô Đình Khả thuyết phục ông Thành Thái để mà chống lại cái quyền lực của nó. Thưa quý vị, đến đây tôi cũng xin nói rằng ông luật sư Hoàng Duy Hùng có nói đến Quốc dân đảng coi như là cái đảng làm tiêu biểu để cho đảng Cộng sản sau này học cái điều đó sai. Chúng ta mới có những cuộc đấu tranh hào hùng, có những lúc là bi hùng, như là cuộc đấu tranh của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học, không thành công cũng thành nhân, và mở ra một con đường để rồi đảng Cộng sản Việt Nam tiếp nối và đã thành công. Cái điều đó sai, vì đảng Quốc dân đảng của ông Nguyễn Thái Học là cái người mới có 20 mấy tuổi, bây giờ ra đời có 2 năm, chỉ có học là hỏi được những cái gì ở trong nước ông biết thôi, chứ không có bao giờ đi ra ngoại quốc để biết. Trái lại, cụ Hồ Chí Minh đã xuất chương từ năm 1911 sang bên Anh, rồi sang bên Pháp, và sang bên Pháp ít nhất là vào năm 1917, và cụ đã từng tiếp xúc với các nhà ái quốc Việt Nam ở tại Pháp, như là cụ Phan Chu Trinh, ông Phan Văn Trường, ông Nguyễn Văn Trường, và chính cụ là người ký tên vào cái bản yêu cầu cái hội nghị Ba Lê, hội nghị Đặc Sai Ba Lê vào năm đó đó, thì gửi cho Tổng thống Wilson tham dự cái hội nghị đó, yêu cầu làm thế nào giúp đỡ nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập cho nhân dân Đông Dương. Nhưng mà ông Wilson bây giờ cũng lờ đi, không thèm tiếp xúc, và sau đó thì cụ Hồ Chí Minh đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, rồi cụ sang bên bên Liên Xô, cụ học hỏi ở bên Liên Xô và những cái thành tích cách mạng. Thì bây giờ ông Nguyễn Thái Học còn là một giáo viên tiểu học chưa có biết gì hết đó. Thành ra người ta đã đi học những cái kinh nghiệm đấu tranh ở ngoại quốc và suốt bao nhiêu năm trời, cho đến năm 30 thì khi mà ông Nguyễn Thái Học sắp chữa bị bắt là lên đại đoàn, thì cụ Hồ Chí Minh đã thành lập cái Đảng Cộng sản ở miền Nam Trung Hoa rồi. Thế thì ai là người có nhiều kinh nghiệm hơn? Vậy thì ông Nguyễn Thái Học là chỉ là cái người có lòng ái quốc, không ai chối cãi được. Hết lòng về nước, chết vì dân. Đúng như cái câu nói mà ông nói là không thành công cũng thành nhân. Nhưng mà thực ra thì trước các vị mà tiền bối ngày xưa đã hy sinh thân thế và cả gia đình cho cách mạng, thì các cụ cũng làm cái chuyện gọi là không thành công cũng thành nhân. Chỉ khác cái các cụ là không có nói ra thôi. Chứ còn ông Nguyễn Trung Trực, ông Trương Công Định hay tất cả những người khác đều bị ám sát chết, không có cơ hội để mà nói được cái đó. Ông này thì nó có được cái tòa án nó xử đàng hoàng, nó đưa lên đoạn đầu đài, ông nói là cái gì, chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Cho nên ông mới nói rằng không thành công thì cũng thành nhân, thì cũng đúng. Nhưng mà ông chỉ là đi sau. Xin nói rõ rằng tất cả cái cuộc cách mạng mà từ đó trở về trước, không có người nào học hỏi được cái kinh nghiệm đấu tranh của các nước bị trị ở trên thế giới. Chỉ có cụ Hồ Chí Minh là cái người mà đã ra ngoại quốc học được cái tư tưởng, cái chiến thuật cách mạng để dùng nhân dân, tin tưởng vào nhân dân để nổi loạn, chống lại các thế lực thống trị ở trong nước cũng như thế lực ngoại xâm. Thì cụ Hồ Chí Minh mới qua làm được cái chuyện đó. Cụ Hồ Chí Minh học được cái cuộc nổi dậy của nhân dân bị trị, chống lại cái giai cấp thống trị tàn ác như là ở bên Nga. Bên Nga nó nổi dậy, nó chống lại cái
cuộc thống trị của giai cấp vua quan là giai cấp thống trị cực kỳ thần á. Rồi tất cả các nước khác người ta đều học được cái những cái, người ta thấy rằng chỉ có những người dân bị trị, nghĩa là không có cái gì bị bóc lột đến tận xương tận thủy, thì bây giờ liều chết, chết thì cũng là không có gì, sống cũng là không có gì. Do đó nếu thành công thì ít ra mình cũng giành được cái quyền tự do, cái quyền tư hữu mà ngày xưa họ không có. À, thế thì cụ Hồ Chí Minh mới là cái người học được cái đó, và cụ chưa có về được Á Châu. Mãi đến năm 1925-24 gì đó, cụ về Á Châu. Cụ về Á Châu để mà ở trong cái đại đoàn đại biểu của cái chính phủ Nga, bên cạnh cái chính phủ cách mạng của ông Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu. Thế thì trong khi đó thì cụ là còn sang đến Thái Lan nữa, thì lúc bây giờ tiếng tăm cụ đã nổi như sóng cồn rồi, cho nên có rất nhiều nhà ái quốc Việt Nam từ Việt Nam trốn ra khỏi Nam nước đến để tiếp xúc với cụ. Theo cái cuốn bút sen của nhà văn Sơn Tùng đó, ông ấy tặng tôi lúc tôi về Hà Nội, thì cụ tiếp xúc rất nhiều người từ Việt Nam sang Thái Lan để tiếp xúc. Cụ rất là kính trọng những người đó vì họ có lòng ái quốc, nhưng mà những người đó đa số xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản, giai cấp quan lại, chưa có kinh nghiệm để chịu đựng được những cái gian khổ mà khi phải vào tù ra khám chạy trốn những cái lực lượng của triều đình nhà Nguyễn, Huế hay là chính quyền Pháp, thành ra sẽ nản lòng. Do đó cụ không có thâu nhận ai hết. Thì cụ là cái người rất là tinh tế trong vấn đề nhận xét về cái con người qua cái quá trình xuất thân, và qua cái con người cụ chọn người rất là đúng, không ai chối cãi được. Cụ chọn người như là ông Võ Nguyên Giáp, một thư sinh mà là giáo sư sử ở trường Thăng Long, chưa hề học cái trường quân sự nào cả. Thì trong khi đó thì ông Nguyễn Sơn á là tốt nghiệp tại trường Hoàng Phố ở bên Trung Hoa, thì bây giờ về đã có cái căn bản này là chỉ huy của một sĩ quan rồi, ông lại không chọn làm đại tướng tổng tư lệnh quân đội, mà trai lại cụ Hồ lại chọn ông Võ Nguyên Giáp. Do đó cái sự nhận xét tinh tế của cụ mà biết cái người mà có tài nhưng mà không có cái đức tính kiên trì, hay là không có vì nước mà chỉ nặng cái được học để được vinh thân hơn là những vì nước, chết vì nước. Ông Nguyễn Sơn sau này là ông ấy bỏ sang Trung Hoa. Lúc bấy giờ là vào năm thời kháng chiến thì tôi đã có biết một thời ông làm tư lệnh quân khu 4. Rồi sau này ông ấy sang bên Trung Hoa, ông cũng là một vị tướng lãnh chỉ huy trong cái quân đội Trung Hoa để chống lại quân đội Liên Hiệp Quốc ở tại cuộc chiến Triều Tiên từ ngày 25 tháng 6 năm 1950 cho đến ngày 27 tháng 7 năm 1953. Ông cũng là một tướng chỉ huy trong đó. Nhưng mà về tư cách để mà chiến đấu cho đến cùng mà giữ cái lòng trong sạch vì nước thì cụ Hồ Chí Minh đã nhìn thấy. Nói cho chúng ta thấy là cụ đã chọn được những người đúng, như là ông Võ Nguyên Giáp, ông Lê Duẩn và rất nhiều người khác. Họ hết lòng chiến đấu mà không có một cái tiếng tăm gì gọi là tham nhũng hay là lợi dụng cho con cháu gì cả. Đó là cái tài tình của cụ Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thái Học là người ít tuổi, không có kinh nghiệm, lại ra đời để mà chiến đấu chống đại giặc cũng là sau ông Hồ Chí Minh chứ không phải trước. Mới là hai con đường cách mạng khác nhau. Ông Hồ Chí Minh đã học được những cái đường lối chính trị, làm thế nào mà động viên toàn thể nhân dân cùng tham gia vào cái cuộc chiến để đánh lục quân Pháp, và ở khắp mọi nơi trên đất nước mà đa số là trông cậy vào cái giai cấp bị bóc lột nhiều nhất, tức là anh em nông dân, anh em công nhân và tất cả những người khác toàn quốc để cùng tham gia. Thì trái lại những cái đảng phái kia thì thâu nhận đọc những cái thành phần gọi là tiểu dư sản thị dân, chỉ biết quen ăn sung sướng thôi chứ mà chịu gian khổ thì không chịu được. Thành ra cụ Hồ Chí Minh thành công mà những ông kia thì không có thành công là như vậy. Đến đây tôi cũng xin kết thúc cái bài nói hôm nay. Hẹn quý vị trong kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tóm lại các quan điểm của ông Hoàng Duy Hùng có thể tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là ông muốn ghi nhận chế độ thực dân ở Trung Hoa, tiêu biểu là ở Hồng Kông và Macau, như là mô hình để phát triển. Thì trong hai cái clip trước của chúng tôi đã chứng minh rằng chế độ thực dân là chế độ ăn cướp của tàn ác với dân bản địa Hồng Kông và Macau, làm giàu trên việc mất đạo đức và tha hóa con người. Hơn nữa, hai cái tụ điểm mà giàu có đó không phải là cái mô hình tiêu biểu cho chế độ thực dân, vì thuộc địa của Anh bao phủ
toàn thế giới, chứ không phải là chỉ riêng ở Hồng Kông, và Bồ Đào Nha thì cũng vậy. Chế độ Bồ Đào Nha còn tàn bạo hơn nữa, đi tiêu diệt các dân ở bản địa như là lịch sử đã chứng minh. Thì thứ hai nữa là ông Hùng ngược lại với cái quan điểm trên thì ông lại ca ngợi và xem cái cuộc cách mạng của Nguyễn Thái Học như là cuộc mở đường cho cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản, nối tiếp cái sự ca ngợi đó mâu thuẫn với cái quan niệm mà cơ chế thuộc địa của ông trong những cái trong cái phần đầu của chính cái video mà ông nói. Thì chúng tôi cũng vừa chứng minh rằng cuộc cách mạng của Nguyễn Thái Học là chỉ là thời kỳ cuối cùng của tất cả các cuộc cách mạng thất bại trước, chỉ thành nhân chứ không thành công. Cách mạng Nguyễn Thái Học không có đi trước Đảng Cộng sản và cũng chẳng có liên hệ gì với cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản về phương thức đấu tranh. Do đó cái sự kết hợp giữa hai cái cuộc cách mạng đó là một cái sự kết hợp nó không có một cái căn cứ gì cả. Và đến đây xin hết và cảm ơn sự theo dõi của tất cả các khán thính giả, các bạn.